lưu dấu vững bền nhất, hơn cả bia đá vẫn mòn theo năm tháng. Chương trình ca nhạc, những tác phẩm sống mãi với thời gian, giới thiệu những sáng tác thành công của nhạc sĩ Xuân Hồng trong suốt 3 thập kỷ 60, 70 và 80 của thế kỷ 20. Mời quý vị và các bạn đón xem lúc 21 giờ 45 phút ngày 25 tháng 7 trên kênh HTV9. Ngày chiến tranh kết thúc, thật bất ngờ khi tôi nhận ra bà Bùi Thị Mè, mà chúng tôi thường gọi là dì Năm, trong ngày lễ tôn vinh những bà mẹ có con hy sinh cho Tổ quốc. Dì Năm lẫn vào những bà mẹ khác, những bà mẹ cùng có chung nỗi đau mất con. Năm 1968, dì Năm nhận nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Giải phóng, vừa đảm nhận công tác tuyên truyền đối ngoại cho Trung ương Cục. Chữ nhẫn ấy ở những bà mẹ Việt Nam phải chăng là nền tảng cho sức bật của thế hệ con cháu mà chúng tôi đang được sống? Dạ, đánh chết nó cũng không khai. Bây giờ biết làm gì, thưa quan lớn? Truyện phim là chân dung nhà tình báo, vị tướng tài ba, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Đào Phúc Lộc. 40 năm cuộc đời hoạt động cách mạng của ông là bản thiên anh hùng ca với những chiến tích vẻ vang trong lịch sử tình báo quân đội nhân dân Việt Nam suốt hai cuộc chiến tranh giữ nước. Phim dài 15 tập, phát sóng vào lúc 9 giờ 30 phút từ ngày 22 tháng 7 trên kênh HTV7. Đưa nó về phòng giam, có y tá. Đồng chí suy nghĩ xem, làm như thế có đúng không? Thưa thủ trưởng, tôi cho vui với mấy anh em. Năm ngày trong đời vị tướng là năm ngày đặc biệt chăm sóc người vợ bị bệnh nan y, cũng là một sĩ quan quân đội. Mối tình nhiều éo le trắc trở và những uẩn khúc cay đắng càng khiến cho năm ngày trong đời vị tướng chứa đầy những xót thương trăn trở. Phim phát sóng vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 27 tháng 7 trên kênh HTV7.